Để quá trình niềng răng đạt hiệu quả cao nhất, đòi hỏi thao tác của bác sĩ điều trị rất quan trọng. Thường thì quy trình niềng răng hiệu quả diễn ra theo các bước sau đây. Bước 1. Thăm khám và chụp phim Bước đầu tiên là kiểm tra tổng quát để đánh giá tình trạng răng đang gặp phải vấn đề gì. Ở bước này, bác sĩ sẽ cho bệnh nhân chụp phim x-quang, đồng thời tư vấn cho khách hàng loại mắc cài phù hợp nhất để bệnh nhân lựa chọn. Bước 2. Lên phát độ điều trị và lấy dấu răng Khi bệnh nhân đồng ý thực hiện niềng răng, và lựa chọn được phương pháp niềng răng phù hợp cho mình, bác sĩ sẽ tiến hành lên phát đồ điều trị giúp dịch chuyển các răng tốt nhất. Ở bước này, bác sĩ cũng cân nhắc có cần nhổ răng để tạo khoảng trống hay không, sau đó sẽ tiến hành lấy dấu răng và thiết kế mắc cài. Bước 3. Thiết kế mắc cài Sau khi tiến hành lấy dấu hàm bằng thạch cao, mẫu thạch cao này sẽ chuyển đến bộ phận chuyên thiết kế mắc cài và thiết kế sao cho phù hợp với từng người, trong khoảng một tuần là hoàn thành. Bước 4. Tiến hành gắn mắc cài Trước khi tiến hành gắn khí cụ, bác sĩ sẽ thực hiện cạo dôi răng, đánh bóng và vệ sinh răng miệng sạch sẽ rồi tiến hành gắn mắt cài và hướng dẫn bệnh nhân chăm sóc răng miệng trong quá trình chỉnh nha. Bước 5. Tái khám định kỳ Cách khoảng một tháng, bệnh nhân sẽ quay lại tái khám với bác sĩ để cân chỉnh dây cung và mắc cài sao cho phù hợp, nhờ đó can thiệp vào sự dịch chuyển của các răng theo phát độ điều trị. Đối với niềng răng mắc cài, thường sẽ tái khám sau 3-6 tuần một lần. Với phương pháp niềng răng không mắc cài thì thời gian hẹn gặp bác sĩ sẽ ít hơn. Bước 6, tháo niềng và đeo hàm duy trì. Khi hàm răng đã đạt đến sự ổn định hoàn hảo, bác sĩ sẽ kết thúc quá trình chỉnh nha, tiến hành tháo mắc cài. Lúc này, các răng có thể đã về vị trí chuẩn nhưng cần đeo hàm duy trì thêm một thời gian nữa để các răng cố định và đẹp hơn.